đền quan lớn Triệu Tường. Quan Hoàng Đôi còn gọi là Quan Hoàng Đôi Triệu Tường, Quan Hoàng Triệu Tường. Quan Hoàng Đôi có đền là đền Triệu Tường ở chân núi Triệu Tường, thôn Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Theo truyền thuyết của tín ngưỡng đạo mẫu Việt Nam, Quan Hoàng Triệu Tường là con của vua cha Ngọc Hoàng, được sai xuống đầu thai vào nhà họ Nguyễn ở đất Thanh Hóa. Ngài là một vị tướng toàn tài, hay kinh sử Nhuần Binh Thư. Ngài là một vị trung thần thời Lê, có nhiều công lao trong việc phù Lê diệt Mạc, mở mang bờ cõi nước Nam. Ông Hoàng Triệu đứng thứ hai trong tứ phủ Quan Hoàng. Công lao của Quan Hoàng Đôi Triệu Tường. Quan Hoàng Đôi Triệu Tường chính là Nguyễn Hoàng, thủy tổ của các chúa Nguyễn và các vị vua Nguyễn. Ngài là vị nhân thần, có nhiều công lao trong sự nghiệp xây dựng, mở mang bờ cõi, mở đầu cho việc hùng cứ phương Nam của chín chúa Nguyễn, tạo tiền đề cho việc thành lập vương triều nhà Nguyễn trải qua 13 đời vua. Nhà Nguyễn bao gồm các chúa Nguyễn và các vua Nguyễn đã để lại một di sản lớn lao nhất cho dân tộc, là một giang sơn đất nước trải rộng trên lãnh thổ thống nhất từ Bắc chí Nam, bao gồm cả đất liền và các hải đảo trên biển Đông. Khi sinh thời, Ngài là một vị tướng lĩnh, một vị quan lớn, một vị chúa tài năng, đức độ, trí dũng song toàn, có nhiều công lao to lớn và căn bản với đất nước. Khi Ngài mất, là một vị nhân thần, anh linh luôn phù hộ cho nhân dân và xã tắc, đó là Quan Hoàng Triệu Tường. Ngài Nguyễn Hoàng, Đức Thái Tổ, Gia Dụ Hoàng Đế, vị vua và là vị nhân thần mãi trường tồn trong đời sống tâm linh của nhân dân và luôn được khắc ghi trong công lao to lớn của Ngài trong lòng dân tộc Việt Nam. Như vậy, có thể nói Quan Hoàng Đôi là vị thánh, là vị anh hùng dân tộc vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam. Trong suốt 50 năm, năm cai trị, Ngài luôn biết nhẫn nhịn để chờ đợi thời cơ, để lập chí lớn, gây dựng cơ nghiệp lâu dài, để lại cho con cháu mai sau. Ngài vừa là một vị tướng mưu lược kiệt xuất, vừa là một vị chúa khôn ngoan, có lòng nhân đức, thu phục hào kiệt, vỗ về dân chúng và lo phát triển kinh tế, mở rộng bờ cõi đất nước xuống phía Nam, tạo nên một nước Việt Nam rộng lớn, hùng mạnh ngày nay. Ngài là người có tầm nhìn của một nhà chiến lược xuyên thế kỷ. Ngài hướng ra Bắc, mong khôi phục nhà Lê, hướng vào Nam để mở mang bờ cõi, hướng ra các đảo trên biển Đông để xác lập chủ quyền quốc gia, mở mang giao thương quốc tế, lập nên những khu thương mại tự do để làm cho đằng trong giàu mạnh. Tin dùng người hiền tài vỗ về khoan thư sức dân, cho nên Ngài được dân chúng thuận quản cảm mến, thường gọi Ngài là Chúa Tiên. Lịch sử đền Quan Triệu Tường ở Thanh Hóa. Đền Triệu Tường còn gọi là đền Quan Triệu hay đền Đức Ông. Trải qua những thăng trầm của thời cuộc, ngôi đền đã bị tàn phá vào những năm 1960. Toàn bộ kiến trúc và những giá trị lịch sử, văn hóa đi theo ngôi đền đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngôi đền được phục dựng lại vào những năm 1990, nhưng giá trị văn hóa trong ngôi đền cũ đã mãi mãi mất đi, khó có thể tìm lại được. Một trong những giá trị đó là những thần phả, thần tích và sắc phong nói
nói lên lịch sử ngôi đền, tiểu sử, công tích của quan hoàng Triệu Tường. Ngày tiệc là ngày 24 tháng 3 âm lịch hàng năm.